mũi chỉ để được bao lâu? Mũi chỉ để được từ 2 năm đến 4 năm. Tại vì cái chỉ này này nó là cái loại, tại vì cái chỉ này nó là loại chỉ cực kỳ là lâu tang. Vì bây giờ trên thị trường nó ra một cái loại chỉ là loại chỉ PCL. Loại chỉ PCL là cái loại chỉ là màu trong suốt. Cái chỉ màu trong suốt là nó sẽ không bị lộ sống như là cái chỉ xanh truyền thống nhá. Ngày xưa mọi người chỉ làm chỉ là mọi người xem các cái video clip mà làm mũi chỉ thì là người ta sẽ chích một cái nốt rất là nhỏ ở đây và người ta đưa những cái sợi chỉ màu xanh vào mũi. Thế nhưng mà cái chỉ đó thì bây giờ người ta có cải tiến lên một cái loại chỉ mà nó dai hơn, nó bền hơn và nó lâu tan hơn, thì cái chỉ đấy nó là màu chỉ trong suốt. Và khi mà lồng vào mũi thì nó sẽ không bị lộ cái màu xanh ở trên này. Nó không bị lộ cái màu xanh ở trên cái sống mũi này và nó rất là dẻo, nó rất là lâu tan. Nhưng ý, có những người hiểu nhầm về mũi chỉ. Em nói thật luôn, có những bác sĩ và có rất nhiều bạn lên trên TikTok và các bạn thì nói là mũi chỉ không tan được, và có rất nhiều bạn khi mà đi sang bên em làm mũi ý, thì các bạn thắc mắc rất là nhiều. Các bạn bảo em là chị ơi, thế bây giờ có những cái thông tin ở trên mạng là mũi chỉ không tan được thì nó là thật hay là sai? Thì em nói thật các chị, mũi chỉ không tan được nó là một thông tin rất là sai lệch. Tại vì sao mà các bác sĩ hay lên TikTok và hay quay những cái clip mà rút cái chỉ ra khỏi mũi khi mà đi nâng mũi sụn ý? Là tại vì sao? Tại vì có rất nhiều khách hàng khi mà họ đi nâng mũi chỉ thì trong cái thời gian mà chỉ chưa tan ý, tức là cái mũi chỉ là nó sẽ có cái thời gian và độ bền của nó là từ 2 năm đến 4 năm. Và trước cái thời hạn mà chỉ có thể tan hết được thì tự nhiên các bạn ý đổi ý và các bạn ý muốn đi làm nâng mũi sụn. Thì đương nhiên là khi mổ ra cái chỉ nó chưa tan hết thì bác sĩ sẽ rút ra. Chứ còn để mà bảo là mũi chỉ không tan được thì nó là một thông tin rất là sai lệch. Tại vì em đã nói không, đây không phải là lần đầu tiên mà em nói rất là nhiều lần rồi, là mũi chỉ là một phương pháp được thế giới công nhận. Chứ không phải là chỉ mỗi châu Á nó đẻ ra cái phương pháp nâng mũi chỉ. Mà ở bên Mỹ, một cái mũi chỉ, các chị biết là bao nhiêu tiền không? Một cái mũi chỉ ở bên Mỹ, các chị đi ra làm một cái tiểu phẫu và một cái thủ thuật làm mũi chỉ thôi là 3.000 đô. 3.000 đô tính vào tiền Việt là 60 triệu để làm một cái mũi chỉ. Chứ không phải là rẻ đâu ạ. Ở bên Mỹ người ta nâng một cái mũi bằng chỉ là 3.000 đô ạ. Và ở các nước phát triển như là ở bên Singapore ấy, thì người ta rất là chuộng nâng mũi bằng chỉ. Và người ta còn ưu ái để đặt tên cho cái mũi chỉ nó gọi là lunchtime nose job, tức là mũi chỉ vào giờ ăn trưa và giờ nghỉ trưa. Tại vì sao người ta gọi là mũi chỉ vào giờ nghỉ trưa? Tại vì là mũi chỉ nó làm rất là nhanh, nó không mất thời gian kiêng cữ, nó không mất thời gian nghỉ dưỡng nhiều. Cho nên là mũi chỉ dành cho những người mà sợ mổ xẻ, sợ khâu vá, sợ rạch, sợ gây mê, thì cái mũi chỉ nó rất là phù hợp và nó đẹp rất là nhanh. Nó vào form, vào dáng rất là nhanh. Và với những cái mũi mà chỉ cần nâng cao sống lên, không cần phải can thiệp nhiều vào cái cánh mũi, thì mũi chỉ nó là một cái rất là phù hợp dành cho các bạn. Và cái chi phí để làm mũi chỉ thì nó cũng rẻ hơn là đi nâng mũi sụn rất là nhiều. Ví dụ như muốn nâng một cái mũi sụn đẹp thì là phải từ 30 triệu cho đến 70 triệu. Đấy là giá trung bình ở trên thị trường. Thì mũi chỉ nó chỉ rơi vào tầm 10 triệu một cái mũi chỉ thôi. Cho nên là cái tối ưu về cái giá thành, và cái thứ hai nữa là về thời gian kiêng cữ và thời gian nghỉ dưỡng, thì mũi chỉ nó ăn lứt cái mũi sụn là như vậy. Đấy, và nó hoàn toàn là dành cho những người mà bị sợ mổ xẻ và bị sợ đi vào phòng phẫu thuật ý. Thì nó không có một cái gì xấu cả. Tại vì là bây giờ các bạn thử nghĩ mà xem, con người thì luôn luôn là hướng tới cái đẹp, đúng không? Thế đâu có phải là ai cũng có khả năng và ai cũng có điều kiện để họ đi ra để họ phẫu thuật, với cả họ làm sao mà cũng có điều kiện để họ đi book một cái bác sĩ thật đẹp. Tại vì ai người ta cũng chẳng muốn đẹp. Bây giờ xác chết còn có người trang điểm xác chết cơ mà. Chết thì vẫn phải đẹp, đúng không? Chứ nói gì là người còn đang sống ở đây, sống sờ sờ ra. Và là phụ nữ thì đương nhiên là ai cũng muốn đẹp. Thế thì tại sao mà lại cứ đi dìm một cái phương pháp khi mà kiểu không biết nó là thật hay không ấy? Và nó chỉ bị biến tướng tại vì có quá nhiều người mà làm ở trên thị trường, họ không có những cái hiểu biết và họ làm ở trong một cái môi trường nó không được sạch sẽ, thì nó mới gây đến những cái biến chứng như là bị nhiễm trùng, bị hỏng.
mũi chỉ và nâng mũi thì cái nào hơn? Thật ra ấy, nếu như mà bạn có điều kiện, nếu như mà bạn có điều kiện thì đương nhiên là nâng mũi nó ok hơn. Nhưng mình chỉ khuyến cáo với các bạn, nếu như mũi của các bạn không phải là một chiếc mũi có quá nhiều về khuyết điểm, thì mình khuyên là đừng nên làm mũi cấu trúc. Tại vì thật ra cái gì liên quan về thẩm mỹ và liên quan đến phẫu thuật nó cũng đều có khả năng hên xui hết. Kể cả một bác sĩ có lâu năm trong nghề, cả về kinh nghiệm lẫn cả là bề dày về hiểu biết, thì vẫn sẽ có những cái xác suất về rủi ro. Đấy, kể cả bác sĩ cũng có những người có xác suất về rủi ro. Cho nên là em khuyên các bạn, nếu như mà các bạn mà muốn đi nâng mũi trụ mà mũi không có quá nhiều khuyết điểm, thì tốt nhất là chỉ nên nâng mũi S-line bình thường thôi. Cũng đừng nên nâng bán cấu trúc hay là cấu trúc, và cũng đừng chạy theo những cái như kiểu là form. Nếu như mà các bạn đã có một cái mũi nó phù hợp với khuôn mặt, đừng có mổ xẻ và đừng có chạy theo xu hướng. Tại vì em đã từng biết rất là nhiều người ấy, cái mũi nó đang rất là ổn và như kiểu bị nghiện thẩm mỹ. Năm nay xu hướng chạy theo các hot girl Trung Quốc là mũi cứ vảnh ngược lên. Thế là tự nhiên mũi đang đẹp đi mổ ra, rồi đi làm lại cấu trúc của mũi hết ngược lên. Bây giờ rất là xấu. Xong rồi nó bị co sụn, nó bị ngót sụn, và cái mũi nó không còn khả năng để nó tái tạo nữa. Nó không còn có khả năng, tại vì là giống như cơ thể của mình ấy, giống như kiểu mình mà bị đi, giống như kiểu các chị tưởng tượng như kiểu nghiện ấy. Cầm kim mà đâm nhiều vào một cái ven nó sẽ bị chai. Thì cái mũi cũng như vậy thôi. Nếu mà cứ mổ xẻ nhiều và cứ đâm vào đấy, cứ chọc vào đấy, cứ rạch nó ra nhiều ấy, thì nó sẽ làm những cái mô tổn thương và nó sẽ gây ra những cái sẹo mà nó rất là khó lành. Và những cái mô ở đây ấy, khi mà nó đã bị tác động vào quá nhiều, nó sẽ không tái tạo được. Thì đến lúc đấy nó sẽ bị co sụn và nó sẽ bị co cái đầu mũi vào, nó không thể đẹp được. Cho nên là đừng có mà chạy theo phong trào nhiều quá, kể cả về da rẻ cũng thế thôi. Đừng có chạy theo phong trào. Nếu như mình đã tìm được một cái sản phẩm chân ái,